Thì 50 ngàn một con thì mình tính trung bình là mình đã được là 17,5 triệu rồi. Cái giá mà 50 ngàn một con á thì mình đã lời được là 12 triệu anh em nhé. Tại sao có nhiều người nuôi trở thành triệu phú và nhiều người không giàu và nuôi bị lỗ? Rồi, xin chào tất cả mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một nội dung mà chắc có lẽ là ai cũng phải quan tâm cả. Tại vì khi mà nuôi con chim bồ câu thì cái mà người ta mà quan tâm nhất có nghĩa là mình thu được cái đồng lời như thế nào. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm rõ cái vấn đề này cho tất cả mọi người cùng tham khảo nhé. Thì là những anh em nào có cùng quan điểm hoặc là trái quan điểm của mình thì có thể comment bên dưới cái video này. Thì bây giờ mình lấy một cái ví dụ về nuôi 100 cặp nhé. Tại vì có nhiều người nuôi chim bồ câu thì có người thì rất là giàu, có người thì nghèo và tán ra bại sản luôn. Thì nhiều người thì họ hay nói là nuôi chim bồ câu thì phải đầu tư này nọ, nhưng mà thực ra là không có lời. Nhưng mình lại không đồng tình với quan điểm này. Chính vì vậy hôm nay thì mình sẽ làm một clip để anh em hiểu rõ thêm. Bây giờ mình lấy cái mô hình nuôi ở trại của mình nhé. Mình so với những cái mô hình khác để có gì anh em hiểu rõ hơn. Mình lấy cái mốc đó là 100 cặp. Thì mình sẽ làm một cái phép tính cơ bản để có gì anh em cùng tham khảo. Ví dụ như thôi thì bây giờ mời mọi người cùng mình đi thẳng vào trại chim của mình luôn, mà mình vừa đi review cái trong cái trại, cũng như là mình vừa trao đổi cho anh em hiểu rõ thêm là để mình cùng trao đổi về việc là nuôi chim, tại sao có người là lời, có người lại không có lời, và mức lời đối với một trại cặp một tháng là bao nhiêu tiền nhé. Thì đây là hình ảnh ở trong trại của mình anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ nói cụ thể cho anh em luôn. Thì đối với 100 cặp mà nuôi theo cái mô hình như là kênh nông dân làm giàu của mình, thì một tháng anh em nhé, thì chim sẽ đẻ 2 lần. Thì đấy là tính trung bình nhé. Còn ở trại mình thì có những cặp nó đẻ 3 lứa cơ. Thì bây giờ mình cứ tính trung bình là một tháng nó đẻ 2 lứa đi, thì sẽ được là 400 trứng. 400 trứng thì bây giờ là nó sẽ nở anh em nhé. Thì được tính trung bình là nếu mà nuôi đạt ok hết á, được 400 trứng. Nhưng mà cái này rất là hiếm, không có, hầu như là không có một cái trại nào mà được 400 trứng đâu, tại vì nó sẽ có trứng nó bị hư, nó bị hỏng hoặc là nó bị vỡ gì đó. Thì bây giờ mình lấy trung bình ở cái trại của mình, đó là một tháng sẽ được ra được 350 con chim ra ràng đi. Thì với cái giá thành hiện nay thì mình lấy cái hai cái mốc cho anh em xem luôn, đó là 50 ngàn một con và 45 ngàn một con để cho anh em xem. Thì đối với, tại vì ở trại mình thì lấy cái giá nó mình bắt lại của anh em giá cũng cao lắm anh em ạ. Thì bây giờ là 350 con đi, khi mà mình trừ hao, có nghĩa là mình cho là 50 cái con kia thì con thì bị hư trứng, con thì mình lấy cái mốc cố định vậy thôi để cho anh em mình trừ hao mà. Thì bây giờ là còn 350 con. Thì 50 ngàn một con thì mình tính trung bình là mình đã được là 17,5 triệu rồi. Có nghĩa là 17 triệu rưỡi cho 100 cặp. Thì đối với giá 50 ngàn, còn giá 45 ngàn thì mình sẽ được là 15 triệu anh em nhé. Đối với 100 cặp. Thì khi mà mình trừ hết các chi phí gọi là công chăm sóc, nếu như anh em nào mà thuê luôn cả người chăm đó, mình không phải nuôi á, thì mình trừ luôn vào đó, hoặc là cám, bắp, điện, nước. Bây giờ mình cho là 100 cặp đi, cho là hao lắm, hao kinh khủng, thì cho là 5 triệu đối với 100 cặp. Thì đối với cái giá mà 50 ngàn một con á, thì mình đã lời được là 12 triệu anh em nhé. Mình đã lời được 12 triệu. Còn khi mà mình giá những ở nơi khác họ bắt 45 ngàn đi, thì mình sẽ lời được khoảng khoảng 10 triệu khi mà mình trừ hết tất cả các chi phí, nghĩa là lãi ròng quá nha anh em nhé. Còn bây giờ mình tính một phép tính nữa cho mọi người, có nghĩa là bây giờ mình trừ hao đi 400 quả trứng mà bây giờ là chỉ có 300 quả nó nở thôi, thì đối với cái giá là 50 ngàn một con á, thì mình đã có trong tay 15 triệu, và mình trừ hết chi phí các thứ thì mình vẫn còn lời được 10 triệu. Còn đối với 45 ngàn một con đó thì mình sẽ bán được là 13,5 triệu, và mình trừ cho cái 5 triệu kia thôi thì nó ra tiền lời. Đấy,
Anh em thấy không? Nuôi chim ở trại mình nó phải chất lượng như vậy, hàng tháng nào mình cũng phải đều có tiền lời, đó là tính 100 cặp. Còn ở trại mình thì tính hàng ngàn cặp anh em ạ. Thì anh em có thể thấy là rất nhiều người làm giàu từ nuôi bồ câu đấy. Đối với ở trại mình thì nuôi theo mô hình có nghĩa là ấp bằng máy anh em nhá, cho chim một cái ấp bằng máy chứ không tự cho nó ấp, nên là nó nở rất là nhanh và cái lượng trứng rất là đều. Còn những anh em nuôi bằng cái mô hình khác thì mình không nói làm gì. Thì mình đã có một cái phép tính cho anh em xem rồi đó. Còn ở trại mình thì ấp toàn bộ bằng máy ấp trứng. Và khi anh em thấy con chim bồ câu ra làng này, con nào cũng to bự này cả, nên mình rất là dễ xuất bán đi ở các nhà hàng này, hoặc là những cái siêu thị anh em. Mình bán đi nó dễ lắm. Tại vì chim của mình nó cái chất lượng của nó thì nó tuyệt vời luôn. Nó không bị hôi cám như những người khác nuôi bằng nuôi chim bồ câu bộ, hoặc là cho ăn thúc, cho nó ăn cám, thì chim nó không đạt chất lượng. Còn cái việc mà áp dụng cho cái mô hình chăn nuôi bồ câu á, thì tùy mỗi trại nó sẽ có cách chăm sóc khác nhau. Thì thời gian qua thì rất nhiều anh em cứ hỏi mình là nuôi 100 cặp thì lời bao nhiêu. Và nhiều anh em than là bị lỗ, là nuôi là bị phá sản. Thì mình bây giờ mình đã làm một phép tính cho anh em đó. Thì 100 cặp thì mình tiền lời đối với... từng cái cặp chim nó nở hoặc là như nào thì mình đã làm cho anh em rồi. Thế anh em thấy là mình tính hoặc là nó như thế nào. Cũng có rất nhiều những anh em khác mà nó nuôi nó đạt hơn nhá. Ví dụ 400 trứng thì họ hao thì tầm khoảng còn 300 mấy chục trứng đó. Nhưng là mình tính hao tầm khoảng là bây giờ cho nở như 350 trứng đi, hoặc là 300 trứng đi, thì một tháng bây giờ mình vẫn lời tòn tèn vào trong tay khoảng chục triệu đến hơn. Anh em thấy là nuôi bồ câu nó nhiều người họ giàu là như vậy ấy. Có những người họ nuôi hàng ngàn cặp, hơn 10.000 cặp, vài chục ngàn cặp như ở trại của mình. Thì anh em thấy là cái đồng lời nó như thế nào. Tại vì ở trại bồ câu của mình là mình bao đầu ra luôn cho anh em mà. Với lại là nhân đây thì mình thông báo luôn, có nghĩa là bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đi lại được rồi, thì mình cũng sẽ giao bồ câu cho anh em. Những anh em nào mà ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh mà có nhu cầu nuôi chim bồ câu á, hoặc là chim bồ câu gà á, anh em gà Mỹ, thì mình đã có thể, bây giờ mình có thể giao hàng cho anh em rồi nhá. Và anh em nào mà cần hàng thì cứ nhắn tin qua Zalo hoặc là gọi điện cho mình 0961142323 đấy, thì anh em cứ nhắn tin cho, gọi điện cho mình. Như đây con chim bồ câu này nó nở anh em này, thì mình sẽ lượm trứng của nó bỏ vào máy ấp trứng nhá, cho nó ấp liền. Nhưng mà khoảng 5 đến 6 giờ chiều mình mới đi lượm trứng cơ. Đó thì nó mới rộ thì mình mới đi lượm được. Còn cám anh em ạ. Còn cái cám về chi phí thức ăn nó thực ra rất là rẻ. Cái giai đoạn đấy, đây là mình tính nhiều ấy, chứ hồi xưa mấy năm trước là một cặp tổng chi phí của nó là có 2 triệu một tháng thôi. Đây là mình tính thời Covid vận chuyển khó khăn, cũng như là mình tính luôn cái nhân công mình phải thuê vào đó. Thì là cho mình cho hết đát luôn, cho anh em dư giả luôn, có nghĩa là 5 triệu. Chứ thực ra là không bao giờ đến 5 triệu trên nuôi 100 cặp đâu anh em ạ. Đây chim ở trại mình anh em thấy nuôi thuần bằng cám, con cò và bắp thôi. Và con nào con đấy cũng mập, ú nu cái này. Còn bây giờ thì mình sẽ trao đổi cho anh em về nuôi chim bồ câu. Tại sao có nhiều người nuôi trở thành triệu phú và nhiều người không giàu và nuôi bị lỗ? Nuôi bị lỗ anh em nhé. Có nhiều người than nuôi lỗ và mình phải cầm sổ đỏ, mình phải bán nhà đi để nuôi chim bồ câu. Thực ra là có những người như vậy. Thì bây giờ mình lý giải để cho anh em xem là tại sao họ nuôi họ bị cái vấn đề như vậy luôn. Có nghĩa là bây giờ mình họ nuôi chim bồ câu nhưng mà không áp dụng những cái khoa học kỹ thuật. Mình lấy cơ bản như là nuôi chim bồ câu mà không sử dụng máy ấp trứng đi, hoặc là nuôi chim bồ câu mà thả rông, hoặc là nuôi quần thể rất là nhiều, hàng ngàn cặp. Thì bây giờ như là nếu như anh em mà không cho vào máy ấp trứng á, thì bây giờ một tháng 100 cặp đi, thì nó cho là được khoảng 200 trứng đi. 200 trứng, đó là mình lấy con số trung bình mình tham khảo ở rất là nhiều nơi. Thì bây giờ 200 trứng, đây mình lấy ví dụ đi, trừ hao thì còn 150 con còn nở. Đây là mình trừ hao, không trừ hao nhiều bằng cái mình cho bằng cái máy ấp trứng của mình nhá. Vậy là 100 con, à 150 con.
thì bây giờ 50 ngàn một con đi, thì mình chỉ có trong tay 7,5 triệu thôi. Mà mình trừ hết chi phí 5 triệu thì mình còn có 2 triệu rưỡi tiền lời, đúng không? 2 triệu rưỡi tiền lời. Nếu như mà giá thị trường có những nơi họ ép giá anh em mà có 45 ngàn một con thôi, thì anh em chỉ có trong tay là 6,7 triệu trên 150 con của anh em. Trừ hết chi phí chăn nuôi thì mình còn được 1,7 triệu tiền lời. Còn bây giờ mình lấy thêm một cái ví dụ nữa là, ví dụ như anh em chỉ có trong tay 100 con thôi, tại vì anh em nuôi thả rông, nuôi nó không ok á, thì nó nở chỉ được 100 con thôi anh em. Thì đối với 50 ngàn một con đi, thì anh em chỉ có trong tay 5 triệu. Mà 5 triệu nó khớp với cái công chăm sóc, gọi là cái chi phí mà anh em bỏ ra, có nghĩa là anh em huề vốn, có nghĩa là anh em bị lỗ, chưa lỗ nhá, cái này là mới huề vốn thôi. Còn đối với những cái nơi mà bây giờ nó bán 45 ngàn một con đi, anh em chỉ bán được khoảng 4 triệu rưỡi thôi. Mà giờ tổng chi phí tiêu thụ hết 5 triệu, có nghĩa là anh em lỗ 500 ngàn. Đây là bị lỗ. Đây là mình tính trung bình là mới 100 cặp thôi nha. Còn đối với những cái anh em mà đầu tư cực lớn, hàng ngàn cặp mà nuôi không chất lượng, thì anh em cảm thấy là nó lỗ như thế nào. Nên là nhiều người họ nuôi chim bồ câu mà họ bị phá sản là như vậy. Tại vì cái mô hình chăn nuôi không hợp lý, anh em không áp dụng những cái tiến bộ, hoặc là không am hiểu lắm về con chim bồ câu. Đặc biệt là cái khâu lựa chim giống anh em nhé. Cái khâu lựa chim giống đặc biệt quan trọng luôn. Nó quyết định rất nhiều, gọi là mình cho gọi là 80% đến cái mức độ thành công của mọi người. Chuồng trại có đẹp bao nhiêu nhưng mà chim giống của anh em bắt về mà nó không hiệu quả thì anh em sẽ trắng tay là như vậy. Như ở trại của mình là chuyên bồ câu titan siêu thịt của Thái mà. Có nghĩa là mình một tháng bây giờ mình chỉ cần lấy cái mốc trung bình là nó đẻ hai lứa thôi. Thì mình chắc chắn là mình đã có lời rồi. Còn những anh em khác bắt nuôi chim tùm lum là mình chỉ có huề vốn và lỗ vốn thôi. Còn bây giờ là mình tính tiền lời cho anh em luôn rồi đó. Đối với áp dụng cái mô hình như mình nuôi thì một tháng bây giờ là mình tòm tèm trong tay tầm khoảng 12 triệu. Hoặc là bết, gọi là trừ, mình trừ xả láng cho anh em luôn thì mình cũng vẫn có trong tay khoảng 10 triệu tiền lời rồi đấy. Giá thị trường có thấp, gọi là chạm đáy, gọi là 40 ngàn một con đi, thì mình vẫn có trong tay tầm khoảng 6 đến 7 triệu tiền lời rồi anh em. Còn ở trại mình là bao đầu ra cho mọi người luôn, mà giá của mình thì đâu bao giờ, mình chưa bao giờ mà bắt của ai mà cực thấp luôn. Giá của mình là luôn cao từ 45 đến 50 ngàn mà anh em. Đó, nên là mình hôm nay thì mình làm một cái phép tính để cho anh em hiểu rõ thêm, cũng như là nhiều người họ thông suốt tại sao có người nuôi chim bồ câu cực giàu mà có nhiều người nuôi chim bồ câu không thành công là như vậy. Đấy, anh em thấy mình làm một cái ví dụ như thế nào? Rồi anh em có thể comment bên dưới. Tại vì anh em thấy không? Chim bồ câu của mình ở bên dưới là chim bồ câu ra ràng rất là to, và chim bồ câu bố mẹ ở trên là đang đẻ lại rồi. Thì nó cứ gối đầu lên nhau, nên mình tính trung bình một tháng là của mình được 350 con là vậy anh em. Rồi anh em nào mà có thắc mắc gì thì cứ alo hoặc là comment ngay bên dưới, mình sẽ cùng trao đổi với nhau nhé.